Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm chuyển về sinh sống tại khu dân cư mới thì 50 hộ dân trước đây của xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương nằm trong vùng sạt lở. Những hộ sinh sống trong vùng lõi khu dự trữ sinh quyền thế giới Lang Biang, những hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách và những hộ gia đình trẻ mới tách khẩu đã có được cuộc sống ổn định. Trong căn nhà mới khang trang vừa mới được xây dựng của gia đình ông Trương Lộc, thương binh hạng 3/4, là gia đình chính sách được ưu tiên cấp đất ở điểm dân cư mới. Ông phấn khởi kể cho chúng tôi nghe. Trước đây gia đình ông sống ở phường 7 Đà Lạt, được nhiều người giới thiệu về mảnh đất Đà Nhiêm có triển vọng để phát triển kinh tế, nên gia đình ông đã chuyển đến đây để sinh sống. Không có đất ở, gia đình ông phải thuê tạm một ngôi nhà của người dân ở đây để vừa ở, vừa buôn bán kiếm sống. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đầu năm 2015, gia đình ông đã được cấp 400 mét vuông đất và hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà khang trang với tiện nghi đầy đủ. Được sự quan tâm của chính quyền các cấp thì hôm nay gia đình chúng tôi đã có được cái căn nhà này, rất là phấn khởi và vui mừng. Không còn phải lo những cái nỗi lo là hàng tháng đi trả tiền nhà. Cũng có một cái chỗ mà mình để không còn phải suy nghĩ lo âu. Mình không biết diễn tả cái từ như thế nào, cái cảm xúc. Tức là mình chỉ biết là vui mừng và phấn khởi. Đó, bây giờ chỉ có lo cho con cái đào tạo nó ăn học nên trốn thôi. Cách đó không xa là căn nhà cấp 4 vừa mới được xây dựng của gia đình trẻ con Sơ Ha Thuyên. Trước đây gia đình anh sống cùng bố mẹ vợ và các em ở thôn Liên Bông. Cả gia đình với 9 người sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 35 m². Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có điều kiện để tách hộ, nên vợ chồng anh cứ sống mãi trong cảnh chật chội như thế. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình Ha Thuyên, xã Đà Nhiêm đã đưa gia đình anh vào diện để xét cấp đất ở tại điểm dân cư mới. Và đầu năm 2015, gia đình anh đã được nhà nước cấp cho 400 m² đất ở và được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà. Sau gần một năm chuyển về khu dân cư mới thì cuộc sống của gia đình anh đã có nhiều đổi thay. Ở dưới kia nói chung là rất khó khăn. Rất cảm ơn Đảng Nhà nước quan tâm và xã đã quan tâm tôi qua đây để có một cái dân cư mới, có một cái nền nhà rất ấm áp cho gia đình, để vợ chồng, con cái mình để cuộc sống sau này để mà vươn lên thôi. Điểm dân cư xã Đại Nhiêm được xây dựng trên diện tích 20 hectare với tổng kinh phí 21,7 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho 90 hộ dân. Điểm dân cư được xây dựng với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm đường giao thông, hệ thống nước sinh hoạt và hệ thống đường điện. Trong đó, hệ thống đường giao thông được xây dựng có tổng chiều dài 2 km, bao gồm trục chính và các nhánh phụ, với mặt đường rộng từ 3 đến 6 m, kết cấu bê tông nhựa nóng và xi măng dày 5 cm. Riêng hệ thống cấp nước được xây dựng giếng khoan lắp đặt ống và bể chứa 400 m³. Hiện nay, huyện Lạc Dương đã hoàn thành việc giao đất giai đoạn 1 cho 50 hộ, mỗi hộ được cấp từ 300 đến 400 mét vuông. Ngoài diện tích được cấp, mỗi hộ còn được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để làm nhà. Riêng 11 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được chương trình khát vọng đại ngàn của Agribank hỗ trợ 50 triệu đồng. 25 hộ nghèo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 25 triệu đồng. Và một hộ gia đình chính sách được hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà. Những hộ dân tại khu dân cư mới thì thực sự là những hộ mà khó khăn về nhà ở. Thế thì qua một cái thời gian triển khai xây dựng thì đến nay các hộ dân đã vào ở và đã ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển sản xuất trên địa bàn. Thì đến nay là các cái hộ dân là qua thăm nắm tình hình là các hộ dân là thực sự là phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Đối với các cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đa Nhiêm thì vừa được các cái cấp ủy chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ cho về hỗ trợ cho sản xuất, về hỗ trợ về nhà ở. Thì đến năm nay thì xã Đa Nhiêm là cái xã đầu tiên được công nhận nông thôn mới của huyện Lạc Dương. Vâng, như vậy là sau hơn một năm chuyển về sinh sống tại điểm dân cư mới thì các hộ dân ở đây đã dần có được cuộc sống ổn định. Và ai cũng được sống trong những ngôi nhà khang trang vững chãi, không còn lo sạt lở hay là chật hẹp. Bà con đã an cư lạc nghiệp. Và tin chắc rằng khi đất đã bén hơi người cùng với sự hỗ trợ của nhà nước thì cuộc sống của bà con nơi đây sẽ ngày càng khởi sắc. Hãy xem xét một phong cách cây khác thường, không theo kiểu truyền thống. Một cây cọ nhân tạo sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên ấm áp, nhắc nhở bạn về kỳ nghỉ của bạn đến vùng biển nắng ấm. Một cây tre xanh mang lại hình ảnh một châu Á.